Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Mình là Gamer Van. À không, đừng cứ nhìn cái skin này mà mình chê nha. Không, thực ra là mình chưa nói với bạn thôi, chứ do là hồi xưa mình có cái skin này nè mà mình không muốn mọi người thấy, cho nên mình tạo ra một cái hạt mới. Chứ thực ra hồi xưa mình xài cái skin này. Đấy. Nói tao lại đừng nói nhiều nữa, giờ bắt đầu vô video rồi. Hay hôm nay em mình và mình sẽ chơi Siren Head. Các bạn nhớ cái tựa game này không? Nếu như ai đó chưa chơi á thì mình nói tóm gọn á là Siren Head là một cái sinh vật là nó có cái đầu kiểu như cái loa ấy. Siren Head ấy, đầu loa ấy. Đấy, là cái con đó có cái đầu loa thì nó cũng cao cao giống Slenderman ấy, nhưng mà thật ra nó cao hơn Slenderman nhiều. Thì có khả năng là nó phát ra những cái tiếng động để như kiểu là tiếng cứu hỏa hay là tiếng hay là cái tiếng kêu cứu hộ. Nó sẽ dụ người ta lại để kích thích người ta lại, nó dụ người ta tới, sau đó nó sẽ giết chết người khác. Đấy. Con này nó thông minh lắm. Nào mà tức đang đi. Sao nãy giờ không giới thiệu gì hết vậy cô? Mà em đang gặp một cái thằng mà nó cầm hai tay, nó cầm hai cái móng cào đang với em. Phải sao đình thấy không? Không, nó không có cào. Nó giống như là con của sao đình hết gì đó, nhưng mà nó không có cao. Con của sao đình hết, nó thấy sao đình thấy đâu có con đâu. Nhưng mà em thấy nó cầm móng cào nó với em. Mấy thằng bị chết rồi. Anh đang chạy nè, em đâu rồi? Trời ơi, sao đình hết nó giết thằng kia chết rồi. Thằng sai đình hết đang dưới em. Adu, em đâu rồi? Sao đình hết dưới em. Anh nói thôi chạy rồi, ai da chạy được rồi, không quá. Không chạy được không? Ê, sao đình hết đây em mất máu kìa. À, như là anh nghĩ là phải trụ đến sáng á. Mày chết chưa? Em chưa có chết mà em bị một thằng nó dưới. Chạy đi trước khi mọi địa dân tụi ta hơn. Chạy ngay đi trước khi mọi địa dân tụi ta hơn ngay. Em đang đâu vậy? Anh đang ở cái tháp nhà này nè, cái tháp cao lắm. Nhưng mà em thì đang trốn. Ý, ai đấy? Có mấy thằng nó, anh Bo mà thấy một đám á, cầm cái đèn đi lãng quảng ở trên kia. Ở đâu á? Ở dưới á, thì anh Mo nói nha. Giờ anh đang lạc ở trong đây nè. Anh vẫn không biết đường đâu nữa. Tối quá trời tối. Hình như em không ổn rồi. Em nghe tiếng siren hết càng ngày càng gần. À, thì từ nãy giờ mình không tìm thấy thằng em mình đâu hết trơn á. Hình như mình nghĩ là em mình á. Ủa, em chết chưa? Chưa. Thế em đang ở đâu vậy? Em đang ở trên một cái ngọn núi. Ok. Giờ thì em đang đi với con gì đi. Em chết chưa? Chết rồi. Ôi giời ơi. Nó cắn em chết rồi. Mọi người nó sát vào nhau nào, sát vào nhau nào, nắm chắc tay bên nhau nào. The fuck? Hello, anybody here? Đừng có lòi ra cái con siren hết nha má. Lòi ra là chạy té đá trong quần luôn. Xem trong bản đồ em thấy có một cái tháp ở bên kia. Có ai nghe tiếng cứu vô bò bò người này có ai que đâu? Anh thấy sao bên nhà này có hai người gì đây, anh qua anh coi ơi. Anh mở cắt rồi.
anh thấy cái súng rồi. Anh thấy một cái súng lục rồi. Oh. Ê, chừng này em giết được nó, nhớ nói nha. Nó sắp chết chưa? Nó sắp chết rồi. Ủa, này ra được một căn hầm bí ẩn. Tôi tìm thấy một chiếc máy bay quân sự. Oh. Nó đang bị cháy. Do sai đình hết á. Đốt cháy á. Trên đó chết không á. Được. Chạy đi. Anh chết bà rồi còn đâu. Ở đây không ổn đâu. Chạy đi. Chết rồi. Thôi thì như bạn mà thấy hết video mình nè, thì hãy nhớ để lại một like, share và subscribe để ủng hộ cho tụi mình quay nhiều video quá chứ nhé. Đi bà. Dạo này mình không quay video nhiều nên là xin lỗi mọi người nhé, xin lỗi về video đó. Mình sẽ ráng quay nhiều video hơn. Xin lỗi đó lâu rồi không quay. Bye bye mọi người.